Xin chào tất cả các bạn. Nguyên nhận được nhiều câu hỏi làm cách nào để ngâm đậu hũ kỳ sao cho nhanh mềm. Tại vì đậu hũ kỳ thông thường mình ngâm 5-6 tiếng nó mới mềm ra. Như vậy thì cũng rất là mất thời gian ha. Hôm nay thì Nguyên chia sẻ cách ngâm đậu hũ kỳ cấp tốc khoảng 30 phút là mềm rồi. Nhưng mà vẫn giữ được độ dai, ăn rất là ngon. Đậu hũ kỳ này mình làm được rất là nhiều món như là chiên, xào, nấu canh hoặc là thả lẩu đều được. Cách làm thì cũng rất là đơn giản. Ở đây là 100g đậu hũ kỳ cây. Cái loại này thì thông thường ở trong chợ, chỗ nào bán đậu hũ hoặc là chỗ nào bán tạp hóa đều có bán nha. Đậu hũ kỳ trước khi mình ngâm mình nên cắt nhỏ nó ra nha, giống như là mình cắt khúc. Tại vì nếu mà mình ngâm nguyên cây như vậy thì nó sẽ không có thấm nước, với lại cái thời gian ngâm rất là lâu. Trước tiên thì mình sẽ bẻ đôi nó ra. Đậu hũ kia khi mà mình mua mình cũng phải để ý, chẳng hạn như nó không có mốc mình mới lấy nha. Nhiều khi người ta để lâu nó bị ẩm mốc thì các bạn đừng có lấy, như vậy ăn sẽ rất là hại cho sức khỏe nha. Mình dùng cây kéo mình cắt một khúc khoảng từ 3 cho đến 4 cm thì tùy theo các bạn nha. Mình cắt làm sao cho nó đều nhau là được nha, như vậy khi mà mình chế biến món ăn nhìn nó sẽ đẹp mắt hơn. Đậu hũ kỳ sau khi cắt xong thì mình cho vào một cái tô lớn, sau đó thì mình cho nước vào ngâm. Nước này là nước nhiệt đậu phộng nha, nước thì mình cho tương đối nhiều một chút không có sao. Cách này là Nguyên sẽ ngâm đậu hũ kỳ cho nó hơi mềm, sau đó thì mình mới ngâm nước ấm nha. Sau khi đổ nước vào rồi thì các bạn dùng một cái đĩa sành đè nó xuống nha, để cho đậu hũ kỳ nó thấm đều trong nước. Rồi mình sẽ để đây ngâm 10 phút. Và để có sự so sánh thì Nguyên cũng ngâm thêm 100g đậu hũ kỳ nha. Đậu hũ kỳ Nguyên cũng cắt khúc ra, sau đó thì mình cho hết vào cái tô. Mình không có rửa gì hết ha. Sau khi cắt xong là mình cho vào cái tô luôn. Rồi mình cho nước nhiệt đổ phồng vào. Cách này thì mình ngâm thông thường á. Mình ngâm đến khi nào thấy đậu hũ kỳ mềm á, khoảng từ 5 cho đến 6 tiếng. Sau khi cho nước vào á, thì mình cũng cho cái đĩa vào ha. Để cho đậu hũ kỳ á, nó thấm đều. Sau 10 phút thì Nguyên lấy cái đĩa ra. Đậu hũ kỳ bây giờ nó cũng hơi mềm rồi. Và cái nước này mình sẽ mang đi bỏ nha. Bây giờ mình sẽ ngâm tiếp bằng nước ấm. Nguyên để ý là mình ngâm nước nhiệt độ phòng 10 phút sau mình mới ngâm nước ấm thì nó sẽ mềm đều nha. Rồi bây giờ Nguyên sẽ mang cái nước này đi đổ bỏ nha. Và đậu hũ kỳ mình cũng không cần phải rửa lại. Mình sẽ ngâm bằng nước ấm thêm một lần. Mình chuẩn bị một cái thau, đổ vào trong cái thau là 400ml nước sôi và 1 lít 2 nước nhiệt độ phòng. Nước này nó hơi ấm ha, không có quá nóng. Mình sờ tay vào giống như nước mình tắm vậy là được. Sau đó thì Nguyên cho vào nửa muỗng cà phê muối. Rồi mình dùng tay hoặc là dùng đũa, mình khuấy đều cho muối tan. Sau đó thì mình cho đậu hũ kỳ vào. Nếu lúc ban đầu các bạn ngâm luôn nước ấm thì có thể bên ngoài nó mềm nhưng mà bên trong nó vẫn còn cứng nha. Và nếu mà đợi bên trong nó mềm luôn thì bên ngoài thì nó cũng quá mềm, cũng không có được ngon. Mình cũng đè cái đĩa lên trên ha, như vậy đậu hũ kỳ nó mới thấm và mềm đều. Thời gian ngâm nước ấm là khoảng 20 phút. Sau 20 phút thì Nguyên lấy cái đĩa ra rồi mình kiểm tra nha. Các bạn thấy là sau 20 phút thôi, đậu hũ kỳ nó mềm đều, mềm từ bên ngoài tới bên trong nha, không hề bị nhũn bên ngoài hoặc là bên trong còn cứng, rất là ngon, dẻo lắm luôn. Các bạn phải lưu ý là mình ngâm đậu hũ kỳ mình không có ngâm nước vừa nấu sôi hoặc là nước quá nóng nha. Như vậy khi mà mình ngâm đậu hũ kỳ xong là ở ngoài nó bị nhũn, tại vì nước nó quá nóng làm cho cái lớp bên ngoài nó sẽ bị giống như bị nát ra ha. Nếu mà các bạn dùng đế chiên thì mình vắt cho thật là khô nha. Đậu hũ kỳ thì mình không chỉ làm món chay đâu, mình làm món mặn cũng rất là ngon đó. Bây giờ mình quay trở lại với cách ngâm đậu hũ kỳ thông thường xem sao nha. Nãy giờ Nguyên kiểm tra vài lần nhưng mà chưa có mềm. Và sau 6 tiếng thì đậu hũ kỳ nó mới mềm đều hết nè. Cũng cùng một loại đậu hũ kỳ nhưng mà hai cách ngâm khác nhau. Các bạn thấy là mình ngâm bằng nước ấm nó sẽ rút ngắn thời gian rất là nhiều nha. Đậu hũ kỳ bây giờ nó đã mềm đều hết rồi.
Nếu mà các bạn dùng để làm món ăn á, thì Nguyên thấy dùng đậu hũ kỳ cây này á, ăn rất là ngon. Còn như mà mình dùng để nấu chè hoặc là nấu cháo á, thì mình dùng cái loại đậu hũ miếng nha. Nguyên đã chia sẻ hai video rồi. Dùng cái loại đậu hũ kỳ cây này nấu thì nó không có rã ra, tại vì cái này không dành cho nấu chè nha. Hai đĩa đậu hũ kỳ á, mình ngâm cách khác nhau nhưng mà độ mềm dẻo á, hai loại nó giống nhau luôn nha các bạn. Do bây giờ cũng là buổi tối rồi cho nên khi làm xong á, Nguyên cho vào cái hộp á, để ngày mai Nguyên mới chế biến món ăn. Nếu mà các bạn không có thời gian á, thì cũng có thể ngâm sẵn ha. Nhưng mà nhớ là phải vắt nước cho thật là khô á, mới cho vào cái hộp đậy kín. Tại vì nếu không mới vắt nước á, thì làm cho đậu hũ kia nó sẽ bị nhớt đó. Nguyên thì chưa có thử bảo quản bằng cách cho vào ngăn đông, tại vì lúc rã đông á, đậu hũ kia có thể sẽ bị rã ra nha. Nhưng mà ăn tươi vẫn là ngon nhất. Đậu hũ kỳ này á, mình dùng làm được rất là nhiều món chiên, xào, nấu hoặc là thả lẩu và mình thấy ngon nhất vẫn là làm món chay nha. Nguyên cảm ơn các bạn đã bỏ ra thời gian xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới. Tôi chè tài ca sau thảy.